Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend. Và mình là Thanh EZ đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ thôi nào. Thì mình đã nở thành công cái con Krubo, cái con quái vật. Thật sự con này rất là quái vật luôn. Nhìn nó kinh tởm kiểu gì ấy. Nó rất nhiều cái mồm, rất nhiều cái mồm luôn, toàn là răng nhọn thôi. Và mình đã cho nó lên cấp 75. Hiện tại thì mình đang lựa chọn các loại runner để ép cho nó đây. Thì mình chưa biết sẽ ép cái loại runner nào. Ở đây mình sẽ có một cái runner speed cấp 6 rồi. Cái sun runner này, một cái strength cấp 4 này, một cái máu cấp 4. Và chưa biết sẽ up vào cái gì đây. Ở đây chúng ta có thêm một cái Gold level 4, nhưng mà chắc mình sẽ không up gold đâu. Mình sẽ cho tất cả cái level 4 của mình có thể vào. Đầu tiên là cái máu trước nha. Một cái máu level 4 này. Con này thì có thể cầm được 3 cái. Một cái strength cấp 4 này. Rồi đó. Và chúng ta sẽ cần thêm một cái nữa. Đó chính là một cái speed cấp 6. Khá là ổn đấy. Rồi, và nếu anh em nào muốn mình đặt tên con này là như thế nào thì hãy comment ngay xuống phía dưới nha. Con này thì chắc chắn là mình sẽ dùng rồi. Nó sẽ là ở trong cái team đội hình chính của chúng ta. Rồi, ta sẽ thử sức mạnh của nó luôn nhờ. Nhìn trông nó rất là dị luôn. Rất là quái dị, không biết là như thế nào đây. Ok, chúng ta sẽ xem nào. Rồi, thì chúng ta sẽ thử sức chiến đấu của nó trước nhá. Mình sẽ vào trong cái phần attack này. Và chiến đấu ở trong cái phần multiplay. Đây rồi. Team của chúng ta thì không biết là sẽ nên thay đổi con nào đây. Wow, team mình bị mấy thằng khỏe đập cho nát mặt luôn này. Thằng cấp 100, ôi, toàn cấp 100 đập mình thôi. Kinh khủng thật. Chứ cái bọn cấp 50-60 thì không thể nào mà đập được cái team này đâu, tôi thề luôn đấy. Rồi đó, nào, chúng ta sẽ thay đổi team trước. Mình sẽ thay đổi con gì đây? Vấn đề mình sẽ thay đổi con gì đây? Rồi, mình sẽ thay đổi, nếu mà như thế, nếu mà thay đổi một con nữa thì team mình là toàn hệ bóng tối thôi à? Mình sẽ thay đổi con này này, và bằng con Krubo 1 sao. Team Defense sẽ cần phải thay đổi lại. Con này sẽ thay đổi bằng con Frostbite cấp 70. Golem vũ trụ và thêm một thành viên nữa nào. Con này thời gian nó vẫn là khỏe nhất rồi. Team thủ khá ổn đấy chứ nhờ. Và đây là team tấn công của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm một team nào đó thật là khỏe khỏe một chút. 89 này, chiến luôn thôi. Mà mình còn quên không giới thiệu cho anh em các skill của con Krubo, cái con mới của mình. Con này thì nó có chiêu Confusion giống hệt như cái thằng 1 hit 3 kill này. Phải nói là bây giờ team Confusion rồi. Có mỗi thằng này là không có thôi. Ôi giời. Rồi. Con này tốc độ còn nhanh hơn cả. Ngon. 32.343 máu. Cộng thêm 1.000 máu nữa. Ôi 33.000. Nó kháng gì? Nó kháng burning thôi. Tôi thấy kháng burning thôi chứ không có cái gì quá ghê gớm cả ở đây cả. Rồi, mình sẽ có tuyệt chiêu đầu tiên nha. Tuyệt chiêu này thì nó sẽ gây ra cái Possessor cho vòng 2 lượt. Gọi là siêu bá đạo nha anh em. Tỷ lệ chính xác là 95%. Không gây máu, mất 70 mana. Và thời gian cooldown là 4 lần, 4 lượt đấy. Rồi, nó sẽ điều khiển con này này. Chết đi em, Confusion rồi. Khắm rồi, khớm rồi đây. Ôi, nó cộng thêm máu kìa. Nó vả một phát, con kia mất 9.000 máu, chết luôn kìa. Thôi, kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Krubo quá là ghê gớm nhở. Con này cũng có Confusion đây. Possessor. Khó chịu. Một team mà chuyên dùng. Thật ra thì đập con này trước này. Con này nó trâu máu này. Làm gì Confusion, tự đánh con này luôn. Thôi, tự đập mình và chết thôi. Rồi. Ở đây nó có thêm một cái Possessor cho vào một turn nữa. Nhưng mà thôi mình sẽ đánh đam nó đi. Gây ra hiệu ứng ác mộng cho vòng 3 turn. Úi rồi mít. Confusion tự đánh mình. Làm gì đem. Chiều này đúng là ác mộng đối với những team bạn đấy. 2.800 thôi á. Sao trừ ít máu thế nhở. Nếu mà trừ ít máu thì mình sẽ gây ra hiệu ứng thêm cho nó. Tiếp tục là Confusion. Quá nhỏ. Thành nhiên là quá nhỏ rồi. Rồi, và mình sẽ dùng cái chiêu gì đây? Thật ra thì con này là cái chiêu của nó hơi cùi bắp. Cái chiêu cuối nó hơi cùi bắp anh em ạ. Rồi, ok. Tăng thêm giáp thì đánh hết một quýt mới ăn được mình. Mình có một chiêu Possessor này. Một chiêu này là chiêu dây đam cực kỳ lớn. Cây đam cực kỳ to luôn đấy.
Out of Impact 8.000 máu luôn. Tiếp tục là tự đánh chính mình đi. Tự đánh chính mình đi nào. Xem nào. Tiến lên. Hồi xuôi rồi. Trừ một đống hiệu ứng mọi người kìa. Khổ thân thằng bé. Ác mộng. Ác mộng tập 3. Ác mộng này. Nó trừ quá nhiều máu rồi. Và mình có tuyệt chiêu đây này. Thử một tuyệt chiêu xem nào. Ôi đây là răng anh em ạ. Mưa răng. Hồi. Kinh khủng. Cấp 80 mấy mà không thể chịu được nhiệt. Mình đúng là chính xác là búp cho nó cái speed là quá chính xác rồi. Rồi đó, tuyệt vời, hay rồi, hay rồi. Nhưng mình thấy nó vẫn không ổn tí nào. Chúng ta có nên là thay con này bằng cái con đống băng để nó búp đam không nhỉ? Thì đam nó sẽ to hơn rất nhiều. Búp đam vẻ hợp lý hơn đấy nhỉ, đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển team defense này. Bằng team, chúng ta sẽ thay đổi bằng con Frostbite. Defense sẽ thay con team war. Con kia ở trong phần team war. Rồi tạm thời cứ chọn con đấy đã. Chọn một con để thế chỗ đã. Đây. Rồi team này hiện tại là quá mạnh rồi. Tiến lên. 60, 60, 70 này. Đánh nó bọn 70 đi. Sao phải sợ bọn 70 nhỉ? Tôi không hề ngán bọn 70 luôn. Tại vì mình cấp thấp nhất là cấp 70 trong này rồi. Còn hai con cấp 75 cơ. Rồi đánh thôi. Mình đánh trước à? Ai chà. Đánh con nào 15.000 này. Ồ. Cái con này Thunder, con này khỏe phết anh em. Rồi mình sẽ điều khiển con đấy nha. Chiêu này à, Possessor nhưng mà nó có kháng không nhỉ? Mình nghi ngờ nó kháng thì vỡ mồm. 20% sẽ không dính chiêu. Kháng Possessor này. Ôi giời. Cũng con này cũng kháng Possessor luôn. Ai chà, khó chịu thật. Liệu có được không? Đúng rồi. Confusion rồi anh em. Mình sẽ không thể nào mà gây ra đam được thì mình sẽ đánh chiêu này. Gây ra hiệu ứng trừ 140 stamina, nhọ vãi. Thanh niên này mắc nhọ của nam đây. Búp cái đam lên, 100% đam rồi đây. Tiến lên. Tự động đánh mình à? Ui, 5.800 kìa. Tiếp tục đánh. Có thể đánh liên tục được cơ mà. Đấy. Dị vãi đến khi nào ạ? Ai chà, nó chỉ bị hai lượt thôi. Ai chà 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 chà. Đánh liên tục này. Úi dồi ôi, sắp chết kìa. Gớm 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 gớm. Đến khi nào hết stamina thì thôi à? Wow, team khỏe lắm nhá. Ui chà, không phải yếu đâu. Mà nó khỏe vãi ra chứ không phải yếu nữa. Làm sao ăn được cái team này đây? Ơ cái con này khỏe thế nhỉ, nó đánh liên tục này. Đã thế này, ác mộng đi. Chết hết. Nếu các ngươi muốn chết thì ta sẽ giết tất cả luôn. Thảm sát. Thảm sát nào, một hai con ăn tất luôn đấy. Dám mà chọc giận ta. Stun á, stun để làm gì? Cung bố anh vẫn kia kìa. Chú nhìn thấy lại chưa? Nhìn lại mặt hàng chưa? Đàm tò vai. Kinh hoàng. Chỉ hai từ nói kinh hoàng thôi. Quá khỏe. Quá khỏe ở đây. Mình cứ tưởng tượng là mình thua cơ. Nhưng mà mình vẫn thắng được. Sức mạnh thật là kinh khủng luôn đấy. Tôi chưa giờ từng thấy như thế này. Nào quay số nào anh em. Nào sẽ được thêm cái một viên game à. Mình sẽ có một trận nữa trong này. Chả 90 này. 90 epic thôi. Ăn được không? Liệu ăn được không nhỉ? Nếu muốn ăn được thì nên thay con này bằng cái con Kithus. Kithus nó sẽ đảm bảo cái khả năng phòng thủ tốt hơn rất là nhiều. Và không hề dễ dàng chết. Đây, tiến lên nào. 90 không phải lo. Lúc ấy thắng nghe bao nhiêu nhỉ? 79 à? Hay là 89 à? Không nhớ lắm. Chiến thôi. Megatron. Úi trời. Tốc độ mình vẫn cao hơn bọn này rất nhiều. Kháng gì? Kháng Berlin đúng không? Kháng gì? Giảm 20% độ chính xác của effect. Rồi, nếu mà muốn thế nhá thì sẵn sòng, sẵn làng rồi, chiến đấu thôi. Strong Attack Possessor, không gây đam. Cho một con đi đã. Tiếp theo là con người máy này. Possessor, không dính rồi. Nó 31.000 máu đấy. Ây chà, ây chà. Thấm đấy, thấm đấy. Búp khiêng cho anh em nào. Búp khiêng, lên. Bên họ có một con ao long. Đánh bọn kia đi.
12.000 á? 12.000 máu à? Wow, giáp này trâu lắm. Burning à? Mình có bị hiệu ứng burning của nó này. Rồi, mình sẽ dùng cái gì đây? Chiêu này sẽ gây ra 35% đam thôi. Chiêu này thì sao? Chiêu này thì gây ra cái Out Impact 8.000 đam cơ. Chiêu này thì gây ra hiệu ứng ác mộng trong vòng 3 turn. Team nó nhanh chết rồi mà. Đấy, anh Lan khó chịu chưa? Rồi, ok. Và mình sẽ dùng chiêu này chưa được. Chiêu này đi. Chiêu này đánh con này. Kháng này trừ 50% độ chính xác nhá. Tuyệt vời. Không đỡ được đâu em ơi. Legendary này, Legendary thường không có cái tác dụng gì quá nhiều cả. Cho nó chết luôn này. Cho mày chết luôn này, chết. Ao Long sẽ được đánh trước. 1200 điểm ác mộng. Nó ném quả đá vào đầu mình à. Ôi, Confusion rồi. Đánh đi. Đánh 8.000 máu, thấm nhờ. Đánh 8.000 máu, 8.000 máu này đánh sao được. Tiếp tục là điều khiển thằng này thôi. Chính xác quá kinh khủng. Chém nó này, ác mộng này. Tiếp tục là mình bị đốt. Ai chà. Đánh thôi. Chiêu này của mình thì nó khá là cùi bắp. Thật sự là cùi bắp ấy, chứ không phải khá cùi bắp nữa. 25 cái stamina cho mình. Và mình sẽ dùng để chém con này thôi. Chém con này chết. Chết này. Confusion luôn. Con này thì cũng bị sao đúng không? Vẫn bị. Tự đánh mình. Thôi. Đá đập vào người chết. Ghê quá với cái team thế này. 23.000 máu. Trâu bò thật. Mình đang lên rank ở mầm đây. Mục tiêu là 2.000 điểm rank. Nice spin. 1.700 rồi. Bây giờ team khỏe thủ chắc là khó xuống lắm. Thật sự là rất khó xuống. Rồi ok. Chúng ta cũng hết điểm ở trong này rồi. Và mình sẽ quay trở ra nha. Để mình làm sao ta cho mình con cú này. Cái gì đây ta? Chip lốp đây, anh em đang xin sale. Ôi có khá nhiều người đây. Mình sẽ yêu cầu xin cục sale của con Igusu cái. Ok. Hello anh em phát. Anh em cho mình sale nhé. Đang quay clip. Rồi đó, chúng ta sẽ tiếp tục là vào trong cái phần là team war đi. Đây, team war để chiến đấu với cái bọn ở trong này. Cố gắng là lấy cái con mới thôi. Saving team. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi, ngay bây giờ thôi. Chuẩn bị vào rồi. Và phần team war này nó hơi bị lag. Tại vì mình chơi trên giả lập. Chẳng hiểu nữa. Wow, cấp 100. Mấy con đấy mình sao đánh được. Đánh mấy con yếu thôi. Ôi, nhưng mà hết điểm rồi. Có 15 điểm này. 40 và 40. Ba hệ ở bóng tối, ánh sáng và kim loại. Không quan tâm là hệ gì. Ái chà. Có ở trong này thì ngon quá rồi. Ethereal. Mình con này cần được tốt mà. Kim loại. Thật ra không cần có kim loại khỏe đâu. Chỉ cần có kim loại yếu thôi là được. Metasol. Đây. Và con ánh sáng thường thôi. Không cần phải con này đâu. Con Gold Core đi. Như thế này là được rồi đấy. Chiến đấu tốt mà. Tiến lên. Mà nó khá yếu thôi. Không quá khỏe đâu. Mình có hai lượt cơ mà. Mình một chém một phát thì bọn này chết hết luôn này. Ok. Cái này chỉ được trong vòng Chipper Dam một turn thôi. Đánh hơi nguy hiểm nhờ. Đấy thế đánh cái chiêu này thôi. Chiêu này thì nó sẽ Possessor này chết luôn con 5.000 máu. Ôi shit. Trời ơi. Thế này thì sao đánh được. Shit nữa này. Bực mình ta. Thật sự bực mình. Thôi chết một em rồi. Đừng có thế chứ. Tự nhiên mình làm chết mất một em rồi anh em. Thế này không ổn rồi. Tại vì là cái đam này là nó đam bóng tối nên nó
khá là yếu. Chưa hồi skill rồi. Con kia chết nốt rồi anh em. À, chiều này có thể kết thúc lại. Này này, chết đi em. Xong phim. Đây. Tuyệt vời. Bonus. Ở đây mình sẽ được thêm điểm ở đây. Chúng ta sẽ chiến đấu ở trong cái cửa nào 12 này. 12 điểm ở 50, 30 và 20. Nào, tiến lên nào. Cái kia được thêm bonus thôi. Nếu mà thắng tất thì được bonus thôi chứ không quá là quan trọng gì cả. Trend team. Con này Krubo, Kytus đủ cả. Dakgan này. Đây, Bonticore đi. Và một con Goldra thì nó đỡ chết thôi là được. Chiến đấu 50, 30 và 20. Giết con này trước nha. Ok, chiêu này thì không hiệu quả đối với nó. Thì mình sẽ dùng chiêu Possessor trước đi nhờ. Possessor cho vòng 2 turn cũng được. Hoặc là chiêu này. Nó tổng khoảng 12.000 máu đấy, nó cũng chẳng phải yếu đâu. Con Fusion cho vòng 2 turn rồi. Cứ đây mà bắn bọn kia nha. Rồi, chết luôn. Yes. Hay lắm. Mình sẽ giết con này trước. Tiếp theo này. Gây ra hiệu ứng ác mộng tiếp này. Đấy. Con này còn vẫn bị điều khiển cơ mà. Team này đánh thích quái được với team mình. Vấn đề như thế. Blin 12.000 máu đấy. Thế nhưng 12.000 máu này. Đánh chiêu gì thì đánh thôi. Burning các kiểu đi. Goldra cũng là epic đấy. Tiếp tục là Possessor thêm một lượt nữa. Thôi, ác mộng rồi. Con này đúng gặp ác mộng rồi. Tự bắn mình luôn này. Ta bị nể lại bị bao nhiêu hiệu ứng đập vào mặt. Tăng 100% đam. Nhỏ vãi shit. Nhỏ vãi shit 1.000 13.000 máu luôn. Tại vì mình được cộng tăng đam mà. Không phải đỡ được. Giờ ok, chúng ta thắng 3 thêm một trận nữa đi. Cái nào nhiều điểm? Đây đi, đây đi. 3163 kìa, có một legend nhá. Có một legendary trong này. Ây da, khó phết. Giờ khó phết. Frankenstein. Không biết có ăn được không ấy. Rồi mình sẽ thử lấy con Kytus này. Con tiếp theo là mình dùng con Ethereal. Và con này thì mình dùng con Gantelosaurus. Đánh được ấy, có vẻ là ổn hơn rất rất nhiều rồi. Con này 61 à. Đánh đam lan à. Vãi thật. Oh man, trừ power kìa. Khiêng lên, khiêng lên. Khó khó đấy. 16.000 máu á. Sợ phết nhờ. Rồi, mình có gì, cái chiêu gì tiêu diệt con này luôn không? 2.300. Hoàn toàn thể đánh được. Cái chiêu này là bắn lan, để bắn lan chết khả con này cơ. Ethereal sẽ dùng đánh con này luôn này là được. Rồi rồi, Ethereal sẽ đánh con này luôn nha. Dùng chiêu lửa cũng được đấy. Rồi, cộng 170 speed đánh 2 lần à. Trừ power này. Burning 3 lượt. Burning nó. Con này không bị burning kìa. Mình sẽ thêm lượt nữa. Đánh tuyệt chiêu giảm cái độ chính xác của nó. Giảm độ chính xác rồi em. Đánh đi. Rồi đó, chúng ta sẽ giải cái hiệu ứng của nó. Giải hiệu ứng và tăng máu cho team. Là ok rồi, có khiêng lên rồi. Burning tiếp tục này. Trừ độ chính xác này. Đánh xịt. Tôi biết ngay mà đánh xịt mà. Nói không sai. 5.000 máu này đánh em tao á. Nhìn lại mặt hàng đi. Giảm đam 2 turn. Đánh luôn. Chiến mày luôn đấy. Tiếp tục là giảm blin. Đánh blin đi. 50% độ chính xác luôn. Cái gì đây? 25 max stamina. Chưa gần chết rồi kìa. Đánh được không? Vấn đề đánh có trúng không ấy chứ. Vẫn còn khiêng thì phải. Còn khiêng không? Ôi chết tôi rồi. Chết con Ethereal rồi. Yếu quá. Rồi chúng ta đành phải để cho con Gantelosaurus hạ gục thằng này thôi. Chiêu nào độ chính xác cao nhất ấy. 95% này. Không thể xịt. Này thì xịt đấy em. Chết luôn nhá.
Rồi đó, thì rất là tuyệt vời là được thêm khá điểm ở đây rồi. 31, 63 và 20. Chắc là mình cũng hết con để có thể thi đấu được ở trong cái phần kia rồi. Chúng ta sẽ lấy vàng. Ok. Cảm ơn mọi người cái. Mọi người nhé. Mình đã có thêm hai cái là mình được 21 trên là 120 rồi. Hy vọng là anh em sẽ cho mình thêm. Rồi mình sẽ đi mở thêm một cái hòm ở đây nha. Cái hòm free của chúng ta. Đây hòm free đây, mở luôn. Mở ngay và luôn, skip luôn này. Được thêm ui một cái relic đẹp thế, relic xịn à. Có vẻ rất là xịn nha ta. Mình còn hai trận ở trong kia nữa, mình để hồi cũng được. Không vấn đề gì lắm. Giờ lấy vàng đã, lấy sạch vàng chỗ này đã nhỉ. Lấy full vàng luôn này. Vàng 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 và vàng. Toàn bộ vàng luôn, chúng ta lấy luôn hết tất cả đây luôn. Tất cả vàng có thể lấy được, chúng ta sẽ lấy hết toàn bộ. Vàng đây nữa này, lấy hết đi. Tất cả luôn, xong rồi. Phía dưới này nữa này. Có nên sinh sản không nhỉ? Để lấy ra những cái con mà tăng thêm cái điểm Maze Coin ấy. Rồi đó, hiện tại mình đã lấy hết sạch vàng ở đây. Phía trên này rồi. Ok thì chúng ta sẽ trồng thêm thức ăn cái speed rồi. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.